các nguồn năng lượng không vô tận. Có những nguồn năng lượng phải mất hàng triệu năm để hình thành. Thiếu hụt năng lượng đang là nguy cơ hiện hữu tại Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng như điện, than, dầu khí giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì năng lượng tương lai. Sử dụng một cách tiết kiệm, vừa đủ và hiệu quả nguồn năng lượng ngay từ bây giờ vì một tương lai bền vững. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất về năng lượng trong nước và quốc tế. Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 2 tháng 12 năm 2022. Với mục tiêu nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, hội nghị là sự kiện chính thức của ngành điện gió tại Việt Nam do Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu tổ chức từ năm 2018. Chương trình là cơ hội lớn để các công ty trong ngành điện gió gặp gỡ, hợp tác, đưa ra giải pháp thúc đẩy triển khai năng lượng gió ở Việt Nam. Sự kiện năm nay có sự tham dự của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cùng các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề liên quan, các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế. Mới đây, Tổng cục Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng trạm 110 kV Hồ Yên Sở. Các phụ tải khu vực quận Hoàng Mai và một phần huyện Thanh Trì gần đây liên tục phát triển, nhu cầu về điện năng ngày càng lớn tại các khu đô thị mới, gây áp lực đối với hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải. Việc đưa vào vận hành trạm 110 kV Hồ Yên Sở, công viên Yên Sở sẽ góp phần giảm tổn hao công suất của lưới điện trong khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng điện năng. Bên cạnh đó, trạm sẽ hỗ trợ liên thông nguồn trung thế các trạm 110 kV, đảm bảo sự phát triển kết cấu lưới điện ổn định đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng hiện tại và sự phát triển trong tương lai. Thưa quý vị, xu hướng nhà ở hiện nay hướng đến yếu tố bền vững, khuyến khích sử dụng các vật liệu xanh thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Vật liệu xanh có hai tiêu chí chính là sử dụng ít năng lượng để sản xuất và trong quá trình sử dụng ít tiêu tốn năng lượng. Yếu tố tiết kiệm năng lượng nhằm hạn chế tối đa tác động lên môi trường mà vẫn đảm bảo công năng, thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế cho không gian sống hiện đại. Vật liệu xanh được hiểu đơn giản là những vật liệu được sử dụng trong xây dựng có chọn lọc theo tiêu chí thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế và phân hủy xanh. Tuổi thọ của những vật liệu này cao, đặc biệt không gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và môi trường xung quanh trong quá trình sử dụng. Góc độ của người sử dụng phải đạt được cái tiêu chuẩn thân thiện, an toàn, nhất là cái hàm lượng hóa chất trong vật liệu nó phải thấp. Thế về góc độ xã hội thì cái vật liệu xanh nó phải đạt được cái tiêu chí là thứ nhất là cái vật liệu đó ấy, nó quá trình từ khai thác sử dụng đến tiêu hủy nó sau này nó cái hàm lượng thải ra carbon nó là thấp nhất, khai thác sử dụng nó không dẫn đến cái việc là phá hủy môi trường sống. Cái chi phí mà vận hành công trình đó, ví dụ như là chi phí điện này, chi phí điều hòa này, là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tổng chi phí mới phát huy tác dụng. Việt Nam có lợi thế về việc sử dụng những vật liệu xanh vốn là vật liệu truyền thống như đất, gỗ tự nhiên, mây tre nứa, thêm vào đó là rất nhiều những vật liệu mới đáp ứng tiêu chí xanh. Những vật liệu này khi sử dụng mang lại nhiều lợi ích như gia tăng giá trị bền vững, giúp tiết kiệm các chi phí, tiết kiệm năng lượng tiêu hao và tài nguyên môi trường. Ưu điểm nữa của vật liệu xanh là có thể tái sử dụng sau khi tháo dỡ. Cái sản phẩm của truyền thống nó rất là bền và thân thiện, không có cái chất độc hại như các cái sản phẩm về công nghiệp nữa. Về xu thế bảo vệ môi trường thì gỗ tự nhiên đã được dùng một cách tiết chế hơn và có cân nhắc hơn. Thì trên thị trường hiện tại là ra rất là nhiều cái dòng sản phẩm gỗ công nghiệp, nhưng mà tương tác cái giá trị của nó cũng từ gỗ tự nhiên và không kém gỗ tự nhiên, cũng khá là bền và đẹp. Trong bối cảnh môi trường thiên nhiên đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt Việt Nam là quốc gia nằm trong danh sách đứng đầu về mức độ chịu rủi ro của biến đổi khí hậu trong 30 năm tới, thì việc sử dụng vật liệu xanh là một trong những xu hướng tất yếu bởi những lợi ích thiết thực
cần được chú trọng và đẩy mạnh. Tới đây bản tin năng lượng hiệu quả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Gặp lại vào những chương trình tiếp theo trên VTC14.